Eric Ternak đã nói gì trong buổi phỏng vấn? We really looked into the history of Manchester United And we really looked also into the qualities of our players Chúng tôi đã nhìn vào lịch sử của Manchester United Và tôi, chúng tôi cũng đã nhìn lại vào đội hình bóng đá Và chất lượng cầu thủ chúng ta đang có bây giờ And then you can say So what do we want to be? Và lúc đó ấy, thì chúng tôi đã tự hỏi bản thân ấy là chúng tôi muốn định hướng Man United để trở thành một đội bóng như thế nào. Ok, đây là những gì mà Eric Ten Hag chia sẻ và trên chi football là của The Athletic được sở hữu bởi The Athletic nhé. Thì Eric Ten Hag chia sẻ như sau. That is, we want to be the best transition team in the world. We want to surprise. Đây là thông tin rất quan trọng để các bạn hiểu được MU đang hướng tới một lối đá như thế nào. Chúng tôi muốn trở thành đội bóng chuyển trạng thái tốt nhất thế giới. Chúng tôi muốn tạo bất ngờ. Đây là những gì mà Eric Ten Hag đang muốn hướng tới cho Manchester United. Thì các bạn có thể hỏi, anh ơi, chuyển trạng thái là sao? Có nghĩa là gì? What fits this team is transition both ways, when you want to have a good attacking transition. OK? Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mà phù hợp với cái đội bóng này ấy là chuyển hóa cả hai hướng. OK? Chuyển trạng thái ở cả hai khía cạnh. Khi mà bạn muốn chuyển trạng thái về mặt trận tấn công ấy, thì chuyện gì xảy ra? You need very good pressing Có nghĩa là bạn cần ấy phải trở nên rất tốt Về mặt trận pressing Nếu như mà bạn muốn chuyển trạng thái Về mặt tấn công Điều này ấy là key Có nghĩa là cốt lõi Quan trọng And so we work a lot on that On moments where we are compact Đúng không? Và vì thế chúng tôi đã làm sao Đầu tư rất nhiều thời gian để tập luyện Vào những cái khoảnh khắc khi mà chúng tôi đang làm sao? Chúng tôi đang compact, chúng tôi đang, chúng tôi đang gọi là có một đội hình chặt chẽ với nhau. Ok But we have to play proactive defending. Và chúng tôi phải chơi một lối bóng đá ấy, chủ động về mặt phòng ngự. And once we have the ball, we have to keep the ball or go on the transition. Và khi chúng tôi có có quả bóng ấy, chúng tôi có bóng ấy thì chúng tôi sẽ giữ bóng hoặc là ngay lập tức chúng tôi sẽ chuyển hóa lối chơi và chuyển hóa trạng thái. Ok. Thì đây là những gì mà làm sao Eric Ten Hag muốn. Các bạn có thể hỏi là cụ thể là sao hả anh? Để tôi chia sẻ cho các bạn, để các bạn hình dung ra. no 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 problem, no problem. Các bạn nên nhớ có hiểu sĩ kể ở đây để hỗ trợ các bạn về mặt nội dung. The Athletic chia sẻ một cái biểu đồ như sau để các bạn hiểu cụ thể hơn ấy cái quá gì đang xảy ra cơ trục bên trái là percentage of regains within 8 seconds of losing the ball có nghĩa là ấy, khi mà Man United mất bóng thì đây là số phần trăm thời gian mà MU ấy có thể lấy lại được bóng trong vòng 8 giây ok nghĩa là nhá mất bóng này trong vòng 8 giây 1 2 3 4 5 6 8 Nếu như mà bạn lấy lại được bóng thành công ấy Thì nó sẽ tính tất cả những cái số lần này này Dựa theo phần trăm 30% thời gian số lượng là bạn lấy lại được bóng 35% thời gian số lượng trong vòng 8 giây này bạn lấy lại được bóng Và 40% số lượng thời gian này là bạn lấy lại được bóng Mọi người hiểu ý ý tôi ở đây chưa? Thì đấy là cách mà bạn đọc được cái trục ở dọc Có nghĩa là ấy, bạn nhìn Man United ấy Mùa giải 18-19 là khoảng 35% tầm đấy đi dưới 35% thời gian là lấy lại được bóng trong vòng 8 giây. Sau đấy, 19 20 ấy là tốt hơn, có nghĩa là ấy, counter pressing, mất bóng phát, bùm, lấy lại được bóng ngay lập tức luôn, nhích lên thành 35%. 20 21, bùm, nhích lên thêm một chút nữa, lấy lại được bóng. Mọi người hiểu không? 21 22 hơi tụt xuống một chút. Mọi người hiểu ý tôi không? Có nghĩa là ấy, cứ dần dần qua thời gian ấy, MU càng phải đẩy mạnh cái khả năng mà trong vòng 8 giây là lấy lại được bóng ngay lập tức Ok. Đấy là cách bạn đọc trục dọc. Thì bây giờ khi mà bạn đọc trục ngang ấy thì chuyện gì nó xảy ra? Percentage of shots taken within 10 seconds of regain. Có nghĩa là số lượng số lần phần trăm ấy mà sau 10 giây lấy lại được bóng ấy là MU sẽ sút. Có nghĩa là bạn lấy lại được bóng là một chuyện nhưng mà bạn phải ngay lập tức khoán đổi nó thành một bàn thắng. Ok hoán đổi nó thành một bàn thắng hoặc là nó hoán đổi nó ít nhất ấy, thành một cơ hội cố gắng dứt điểm thế càng qua thời gian đấy nhờ từ trái qua phải ấy, là có nghĩa là khi mà bạn lấy lại được bóng ấy, trong vòng 10 giây 1 2 3 4 5 cho đến 10 ấy là bạn hoán đổi nó thành một cú sút vào hướng khung thành của đối phương Ok đây là cái lối đá transition mà Eric Ten Hag muốn transition ở đây là chuyển trạng thái phải chuyển được trạng thái thật nhanh từ đang mất bóng này ép phát để lấy lại được bóng đổi phát thành trạng thái tấn công và dứt điểm. Ok, đây là những gì mà hát muốn. Thì các bạn có thể thấy Man United ấy, mùa giải vừa rồi ấy nhé, mùa giải vừa rồi 9% là cao nhất trong tất cả các cái đốm mà bạn thấy là Man United hoán đổi. Từ possession lấy lại được sau 10 giây và đổi thành một bà, một cú sút. Ok. Man United 22, 23 là thế. Dựa theo FIFA Football ấy, hai cái đốm cao nhất ở góc trên bên phải ấy, mà các bạn thấy trên màn hình kia kìa là một cái ấy, là một một trong những mùa giải thành công nhất của Jurgen Klopp của Liverpool và một cái ấy, là một trong những mùa giải thành công nhất của Pep Guardiola. Ok. Thì làm sao? Thì các bạn có thể hình dung được ấy là gì? Các bạn để hình dung được ấy là Pep với cả Klopp ấy là hai cái đốm cao nhất như kia đúng không? Nhưng mà Man United mùa giải 223 không tồi một chút nào. Nếu như bạn nhìn trục ngang ấy là mình là một trong những câu lạc bộ đứng đầu. Và mình chỉ cần cái gì đây? Mình cái mà mình muốn hướng tới bây giờ ấy là mình phải đẩy càng ngày càng cao lên cái trục dọc. Chắc hiểu ý tôi không? Có nghĩa là mất bóng là trong vòng 10 à, tôi xin lỗi 8 giây là phải lấy lại được bóng ngay lập tức và cái phần trăm mình lấy lại được bóng như thế này này nó càng ngày càng phải cao hơn Thì mới hướng tới cái triết lý bóng đá của Eric Ten Hag được Càng ngày đẩy cái MU 2223 này này Bây giờ nó sẽ đổi thành 2324 đúng không? Càng ngày càng cao lên cái trục dọc Thì đây là những gì mà Eric Ten Hag muốn Ok Chad ơi tôi thề với các bạn tôi nói thẳng luôn với các bạn ấy ở cả cái thị trường nội dung bóng đá không có đâu chia sẻ với các bạn những cái nội dung chuyên sâu như thế này đến từ các nguồn nước ngoài như là Viet Devils đâu Shirogane nói rất chính xác Thầy mua Mason Mount cũng hiểu là thầy muốn đẩy cái trục dọc lên rồi đấy Hoàn toàn chính xác Cái khả năng pressing của Mason Mount rất tốt Và đây là lý do vì sao ấy, đây là một trong những cái lý do vì sao ấy mà Mason Mount được đem về Để đẩy cái trục dọc này lên Để Để làm sao, cái start về mặt trận lấy lại được bóng Trong vòng 8 giây cho Man United ấy và cho Eric Ten Hag ấy nó tốt hơn và nó hỗ trợ cái triết lý bóng đá transition chuyển hóa lối chơi, ok chuyển trạng thái của Eric Ten Hag như thế nào để các bạn hình dung ra. Các bạn biết ngoài Mason Mount ra ấy có một ai đấy mà rất phù hợp với cái lối đá kiểu như thế này không? Hả chắc Các bạn có biết có một ai đấy rất phù hợp với lối đá này không? Hà chat Em cũng nghĩ là MU nên đổi thành lối đá này lâu rồi Lối đá áp đặt hiện tại không còn phù hợp với con người hiện tại Bánh xe vuông The héo Rasmus Højlund. Người mai cũng biết Fred Va vâng, linh vâng, vâng. tinh quá không phải các vâng, bạn vâng. It is Boom Bruno Fernandes Yes đây là dựa theo Opta Analyst và trên TV Football đã phân tích Bruno Fernandes. Đây là những đường truyền của Bruno Fernandes và những đường truyền nào ấy là những đường truyền ấy mà làm sao mà mà có vạch màu đỏ là những đường truyền mà đã thành công. Những đường truyền nào mà có chấm màu đỏ là những đường truyền đã trở thành kiến tạo của Bruno Fernandes. Bruno Fernandes là một cầu thủ hoàn toàn phù hợp với lối đá transition play. Cái lối đá transition play này là cái lối đá chuyển hóa trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách nhanh, sắc bén. Hôm qua có ai nhớ cái quả mà ông Mason Ma ông Richard ấy đấy? Mọi người có nhớ được cái đường chuyển man dợ của Bruno cho cái Nacho không? Chat có nhớ cái quả đường truyền man dợ của Bruno cho Gannaccio quả đấy không? Thật sự tờ. Tờ, Hùng Nguyễn bảo là dạo này Bruno có mấy quả Trivella bén Nhưng mà quả đấy không phải là Trivella nhá Cái quả Bruno cho Gannaccio đêm qua ấy Không phải là Trivella. Quả đấy là quả Nghĩa là ấy nếu như các bạn Đá bóng nhiều các bạn sẽ biết Quả đấy là bạn dùng má trong Các bạn bảo cái gì cơ, má trong làm sao mà nó đi theo hướng đấy được Ừ Nó là một quả Bạn đá bóng nhiều bạn sẽ hiểu Những bạn nào mà đá bóng nhiều bạn sẽ hiểu tôi đang nói cái gì Quả đấy nhá Bruno nhận bóng Dùng chân phải sút má trong Phất bóng lên bằng má trong Nhưng mà cái kiểu phất bóng ấy Tôi không thể biết là tôi giải thích như nào được Kiểu tôi đang nói gì không Cái quả đấy là Nó vuốt <laughs> Tôi không thể nào mà tôi giải thích được ấy Dùng má trong nhưng mà bóng lại đi ra ngoài Oh my god Cái kiểu mà vuốt kiểu đúng rồi nó vuốt kiểu này đúng các bạn dùng từ rất chuẩn đúng là những người mà đá bóng với nhau mới hiểu được không nó vuốt kiểu này này là bóng nó đi đi theo hiểu kiểu như thế miết bóng yes sir yes sir Sony Alpha 8 suốt ông ơi kiểu miết bóng bằng má trong rất chính xác thưa quý vị và các bạn bây giờ ấy, các bạn có thể thấy ấy, là tất cả những cái đường truyền của Bruno ấy là làm sao truyền thẳng về phía trước chỉ có truyền thẳng về phía trước rồi ông Bruno ấy chuyển chỉ truyền thẳng về phía trước đúng không và những cái đội bóng ấy mà thích đá theo kiểu transition ấy thì làm sao rất cần những người mà có thể đưa ra được những cái đường truyền thẳng về phía trước nào là chọc khe nào là tạo ra được tìm ra được những khoảng trống ở phía sau hậu vệ nào là đổi cánh đây là sở trường của Bruno Fernandes Ok và làm sao đây là lý do vì sao ấy mà Eric Ten Hag rất thích cái lối đá này tại vì à, một lần nữa ông bảo ấy là không chỉ nhìn vào lịch sử mà ông ấy còn nhìn vào cái gì ông ấy còn nhìn vào cái chất lượng của cầu thủ bây giờ ấy và những cái tố chất nào của họ ấy thì Eric Ten Hag đã quyết định ấy là muốn Man United là một câu lạc bộ transition điều này không có nghĩa là chỉ là phản công bạn nên nhớ điều này không có nghĩa là chỉ là phản công Điều này ấy, nó bao hàm rất nhiều ý ở đây Nó có thể là phản công Như chúng ta đã thấy ở Ví dụ như hôm qua đúng không Cái quả mà Bruno đưa cho Rashford Rashford nhả cho Ganacho Cả Rashford Ganacho, Bruno và Anthony đều lao lên Sau đấy là làm sao Rashford kéo hậu vệ Tạo khoảng trống cho Anthony Ganacho truyền cho Anthony Anthony bước uh, Đỡ bước một Sau đấy là dứt điểm Ok Thì các bạn hiểu hiểu ấy là Cả cái quá trình đấy là một cái quá trình transition trong vòng 8 đến 10 giây là ghi bàn. Thì đúng không? Thì đây là những gì mà Eric Ten muốn. Nhưng mà ấy, có những cái làm sao? Có những cái transition khác, ví dụ như là transition từ đang phòng ngự trở thành kiểm soát bóng. Đấy cũng là một cái kiểu chuyển trạng thái. Ok? Đấy là một cách chuyển trạng thái mà các bạn cần phải hiểu. Đấy thì rất nhiều nhưng mà ý ở đây ấy là cả đội phải hợp tác với nhau và phải phối hợp với nhau để làm sao di chuyển đồng bộ lúc thì nở ra lúc thì co lại ok thì đây là những gì các bạn cần hiểu và cần hình dung về làm sao về gì về về cái triết lý bóng đá mà eric Ten Hag đang muốn hướng tới